Hi, chào mọi người, phim 9 phút xin giới thiệu. Bộ phim khoa học viễn tưởng quái vật sao Hỏa. Vào đầu thế kỷ 20, loài người để giải quyết nguy cơ bùng nổ dân số, đã bắt đầu thực hiện kế hoạch di cư vào sao Hỏa. Các nhà khoa học trước tiên lần lượt đưa hai loại sinh vật tới sao Hỏa. Một là loại tảo có thể cải thiện khí hậu, thứ hai là một loại côn trùng ăn tảo. Công trình vĩ đại này đã trở thành kế hoạch cải tạo địa cầu hóa. Thời gian thoáng chốc đã đến năm 2597. Akita vì thường xuyên bị bố đán, trong lúc mất kiểm soát đã dùng dao đâm chết bố. Người bạn trai Kokichi đã nhìn thấy Akita phạm tội giết người, vội kéo cô chạy trốn. Nhưng hai người họ rất nhanh đã bị cảnh sát bao vây. Trong thời khắc quan trọng, tiến sĩ Honda đột nhiên xuất hiện, cứu hai người. Hóa ra, trải qua 500 năm cải tạo, khí hậu trên sao Hỏa đã gần giống như trái đất. Do đó, tiến sĩ Honda hy vọng Kokichi và Akita chấp nhận làm một cuộc phẫu thuật nhỏ. Sau đó tới sao Hỏa tiêu diệt loại côn trùng đã đưa lên trước đó. Chỉ cần hai người hoàn thành nhiệm vụ này, họ không những xóa bỏ được tội danh, mà còn nhận được thù lao hậu hĩnh. Lúc đầu Kokichi còn nghi ngờ với nhiệm vụ này, nhưng thấy bạn gái đã ký tên, anh ấy chỉ đành đồng ý. Năm 2599, tàu con thoi số 2 đã tới sao Hỏa. Thuyền viên trên tàu tổng cộng 15 người. Trong số họ có võ sĩ quyền Anh, kẻ trộm, tập hợp các loại người trong xã hội, thậm chí có cả thành phần phản động, tội phạm giết người hàng loạt và phần tử khủng bố. Họ đều là vì tiền, hoặc vì muốn xóa bỏ tội danh nên mới nhận nhiệm vụ này. Rất nhanh, con tàu đã hạ cánh. Bề mặt sao Hỏa được bao phủ bởi một lớp thực vật xanh mướt. Sau khi dọn dẹp hết các chướng ngại, từng nhóm nhỏ bắt đầu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Các thuyền viên rất nhanh đã phát hiện ra một nhóm sinh vật kỳ dị, có khuôn mặt giống rắn. Mọi người đều hoảng sợ, có một vài người đã vội chạy trốn. Nhưng Kokichi và Akita lại tưởng loại sinh vật này là người sao Hỏa, còn định bắt chuyện với chúng. Con quái vật thân người mặt rắn này nhanh chóng lao về phía Akita, dùng tay bẻ cổ cô. Sau đó, chúng nhanh chóng biến mất. Lúc đó, một nhóm khác cũng mang đến thông tin Moiki, một thuyền viên đã bị giết hại. Mọi người nhanh chóng tới chất vấn thuyền trưởng. Thuyền trưởng nói với mọi người, những con quái vật đó chính là loại côn trùng họ phải tiêu diệt. Hóa ra, 500 năm trước, loài người đã đưa một loại rắn tới sao Hỏa. Kết quả dưới bức xạ vũ trụ và môi trường khắc nghiệt, những con rắn này đã bắt đầu tiến hóa, dần dần tiến hóa thành quái vật sao Hỏa. Đột nhiên, hình ảnh 3D của tiến sĩ Honda hiện lên nói với mọi người, cuộc phẫu thuật mọi người làm trước đó đã kết hợp DNA của côn trùng vào cơ thể. Bây giờ chỉ cần tiêm một loại thuốc vào tế bào, sẽ có thể kích hoạt một loại năng lực đặc biệt. Đó chính là kế hoạch lấy độc trị độc của tiến sĩ Honda. Sau đó, thuyền trưởng phát thuốc cho từng người. Cùng lúc đó, quái vật lại xuất hiện. Một người từng là phần tử khủng bố ra trận đầu tiên. Cơ thể của anh ta đã được trộn với DNA của một loại côn trùng có thể phun lửa. Sau khi biến đổi, anh ta có thể dùng tay bắn ra ngọn lửa đủ để chết người. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa, đó là quái vật hoàn toàn không bị ngọn lửa làm ảnh hưởng. Nó nhẹ nhàng giết chết anh ta. Sau đó, quái vật đập vỡ lớp kính, nhảy vào trong tàu. Thuyền trưởng nhìn thấy lập tức biến thân thành con kiến, xử đẹp con quái vật. Nhưng rất nhiều quái vật đã đến bao vây con tàu. Mọi người chỉ đành lựa chọn rời khỏi sao Hỏa. Nhưng lúc đó, con tàu lại phát sinh sự cố không thể cất cánh. Sau đó, thuyền trưởng đưa ra một ý kiến mọi người di chuyển tới tàu con thoi số 1. Hóa ra, 10 năm trước người Nhật Bản đã phóng tàu con thoi số 1 đến khảo sát sao Hỏa. Nếu như con tàu đó không bị hỏng, thì họ có thể dùng nó để trở về trái đất. Sau đó, thuyền trưởng lại quyết định ở lại làm mồi nhử để kéo dài thời gian cho những người còn lại. Một thuyền viên tên là Ichiro cũng lựa chọn chiến đấu bên thuyền trưởng. Trước khi chia tay, Kokichi nói lời từ biệt với Akita đã chết. Nhưng anh ấy lại phát hiện một sợi tơ xuất phát từ cơ thể của Akita đang lơ lửng bay giữa không khí. Lúc đó, thuyền trưởng và Ichiro đã dẫn bọn quái vật lên tàu. Họ đóng cửa tàu lại, rút hết không khí trong tàu ra, muốn cùng chết với lũ quái vật. Mặt khác, Tezuka cũng biến hình. Sau khi biến thân, có thể thổi ra lửa. Dưới sự giúp đỡ của anh ấy, chiếc xe chở mọi người đã thành công chạy thoát. Nhưng mọi người không vui mừng được bao lâu. Họ nhìn thấy ở phía xa có một con sóng cuồn cuộn kéo tới. Mọi người nhìn kỹ, mới phát hiện con sóng đó hóa ra là vô số con quái vật tạo thành. May thay có Tezuka, nên họ vẫn thuận lợi xuyên qua làn sóng đầu tiên. Nhưng làn sóng thứ hai rất nhanh đã xuất hiện. Hai cô gái trong nhóm lập tức tiêm thuốc kích hoạt. Sau khi có siêu năng lực đã cùng Tezuka chiến đấu, chiếc xe lao qua đám quái vật bị mất lái. Ba người đang chiến đấu bị văng ra, nhanh chóng bị lũ quái vật tiêu diệt. Chiếc xe đang bị mất khống chế đã chuyển qua chế độ không người lái, tiếp tục đưa những người đang hôn mê tới điểm đích. Sau khi đến được tàu con thoi số 1, những người còn lại chia thành hai nhóm. Hai người trước là thành phần xã hội đen ở ngoài phòng thủ, Kokichi và hai người nữa vào trong tàu. Thuyền phó khởi động hệ thống, nhưng mọi người lại phát hiện con tàu này cũng bị hỏng. Nó chỉ có thể gửi một thông điệp tới trái đất. Khi mọi người đang lo lắng, thì ở bên ngoài vang lên tiếng súng. Hóa ra, bọn quái vật đã học được cách dùng súng. Bọn chúng dùng vũ khí trên con tàu số 1, giết chết hai người phòng thủ bên ngoài. Ba người còn lại thấy vậy liền nhanh chóng tiêm thuốc kích hoạt. Mutohi biến thân thành châu chấu, thuyền phó biến thân thành bọ ngựa, còn Kokichi lại có DNA của ong. Sức chiến đấu của họ thật đáng kinh ngạc. Họ nhanh chóng tiêu diệt hết lũ quái vật bên ngoài. Phía khác, tàu con thoi số 2 đột nhiên khôi phục lại dưỡng khí. Thuyền trưởng cũng dần dần hồi phục ý thức, hốt hoảng nhận ra một con quái vật đang cởi bỏ lớp ra bên ngoài. Hóa ra, Moiki vẫn chưa chết.
cô đã biến thân thành ong bắp cày, dùng ngòi chích khống chế một con quái vật. Sau đó, Moiki giết thuyền trưởng. Hát nước khiến Ichiro tỉnh lại. Ichiro mang DNA của loài muỗi, cho nên trong điều kiện thiếu dưỡng khí cũng không chết. Chỉ cần hấp thụ đủ nước, anh ấy có thể hồi phục lại bình thường. Mục đích của Moiki và Ichiro chính là lấy trứng của lũ quái vật mang về trái đất cho tiến sĩ Honda. Cùng lúc đó, mấy người nhóm Kokichi nghe thấy tiếng động cơ của chiếc tàu con thoi số 2. Khi còn đang ngờ vực, họ đã bị một thiết bị tự động thu thập số liệu chiến đấu gửi về chỗ tiến sĩ Honda. Hóa ra, trên tàu con thoi số 1 đã mang con người lên sao hỏa. Tuy những người đó đều đã bị tiêu diệt, nhưng họ đã kịp đưa về trái đất đầu của một con quái vật. Bằng tàu cứu hộ, tiến sĩ Honda nhờ đó đã tìm ra được bí mật của việc kết hợp DNA. Hắn ta đã chế tạo ra một loại sinh vật quái dị, nhưng dã tâm của hắn không dừng lại ở đó. Hắn muốn có được trứng của quái vật, như vậy hắn sẽ tìm ra được bí mật về sự tiến hóa của quái vật sao hỏa, chế tạo ra một đội quân quái vật hùng mạnh cho chính phủ Nhật Bản. Ở phía khác, Ichiro vừa lái tàu, vừa kể cho Moiki nghe về cuộc đời của anh ta. Là một hacker, anh ta muốn dùng nghiên cứu của mình để cứu người khác, nhưng kết quả anh ta lại bị cấp trên hãm hại. Không những cướp đi nghiên cứu của anh ấy, lại còn khiến anh ấy thất nghiệp. Với mối hận của mình, Ichiro liều mạng kiếm tiền, hoàn thành mệnh lệnh của tiến sĩ Honda. Nhưng lúc đó, quả trứng đột nhiên động đậy, trong đó nở ra hai con quái vật. Moiki muốn khống chế chúng, kết quả phát hiện chúng đã tiến hóa thêm một bậc. Khống chế thất bại, Moiki bị chúng giết chết. Sau đó, hai con boss này hét lớn. Dưới sự triệu hồi của chúng, tất cả những con quái vật còn lại đều xòe cánh bay lên trời, khiến cho tàu số 2 rơi xuống. Kokichi nhìn thấy liền kích hoạt lại DNA chiến đấu, chuẩn bị xử lý hết lũ quái vật, sau đó dùng tàu cứu hộ để trở về trái đất. Nhưng vừa chiến đấu, ba người đã phát hiện ra con boss, đương nhiên nhanh và mạnh hơn họ, không cách nào chống cự. Nháy mắt, thuyền phó đã bị giết chết. Để chiến thắng, Mutohi và Kokichi tăng liều lượng thuốc kích hoạt, nhờ đó họ đã có thể tiếp tục chiến đấu. Sau đó, Mutohi điên cuồng tiêm thêm thuốc, cậu ấy lại tiến hóa mọc thêm đôi cánh, cuối cùng cũng giết được một con boss. Nhưng do bị thương quá nặng, Mutohi đã ngã xuống. Kokichi nhanh chóng chạy tới yểm trợ cho bạn mình, nhưng anh không phải là đối thủ của con boss còn lại. Khi nó chuẩn bị hạ anh, Akita tưởng đã chết lại hóa thân thành con bướm trắng bay tới, giắc phấn xuống lũ quái vật, chuẩn bị liều mạng với chúng. Lũ quái vật không hiểu chuyện gì xảy ra, bắn liên tiếp lên trời, khiến một cú nổ lớn xảy ra giết chết tất cả. Lúc đó, Mutohi cũng dùng chút sức lực cuối cùng, ôm Kokichi bay lên tránh được vụ nổ. Kokichi đau khổ nhìn thấy người mình yêu chìm vào ngọn lửa. Cuối cùng, Kokichi quay lại hình người. Mutohi do dùng thuốc quá nhiều, đã vĩnh viễn trở thành hình dạng nửa người nửa côn trùng. Trước khi chết, Mutohi đã nói cho Kokichi biết, Akita yêu anh ấy nhường nào, và hy vọng anh ấy có thể sống sót trở về trái đất. Có vài con quái vật may mắn thoát khỏi vụ nổ, Kokichi đánh chúng ngã xuống đất, nhưng anh không giết chúng. Trên tàu, Ichiro đang trong trạng thái giả chết, tỉnh lại liền gặp một con quái vật. Nghĩ về những người thân đang đợi anh quay trở về, anh ấy chớp mắt đã có thể giết chết con quái vật. Sau đó, Ichiro thấy Kokichi lên thuyền. Kokichi rất hận anh ta, nhưng Ichiro lại cứu Kokichi khỏi một tên quái vật. Kokichi quyết định cùng Ichiro dùng tàu cứu hộ quay về trái đất. Mặt khác, tất cả nghiên cứu của tiến sĩ Honda đã bị Ichiro công khai với mọi người. Trợ thủ của hắn ta cũng chính gián điệp của chính phủ quyết định giết Honda và đổ hết trách nhiệm cho hắn ta. Nhưng cô ta không ngờ rằng Honda đã không còn là con người bình thường. Hắn ta dễ dàng khống chế viên đạn và giết chết cô ta. Trên sao hỏa, nhìn thấy tàu cứu hộ bay lên, lũ quái vật định ngăn lại, nhưng con boss còn sống quyết định thả cho hai người đó. Kokichi và Ichiro cuối cùng cũng thuận lợi rời khỏi sao hỏa để trở về trái đất. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like, đăng ký kênh và bình luận ý kiến của bạn phía dưới nhé.